nha. Đội chúng tôi, lại 2, 3. Đội xe chúng tôi gồm có 7 thành viên, chịu trách nhiệm giao nhận cho công ty, phối hợp và điều phối cùng với các phòng ban khác sao cho giao nhận hàng hóa đúng theo lịch hẹn với khách hàng. Đối với chúng tôi, mỗi chuyến xe, mỗi khách hàng không chỉ đơn giản là giá trị vật chất mà điều đội giao nhận đem đến cả một hình ảnh VNC với chất lượng phục vụ tốt nhất. Rồi.